Ngồi đi em. Xin được mời nhà gái. Chào cô gái, mời em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe luôn. Dạ. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Chào em. Bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Hồng Ngọc. Nguyễn Hồng Ngọc. Dạ đúng. Thôi Hồng Ngọc nói tiếp đi Hồng Ngọc. Dạ. Em năm nay 32 tuổi. Em sống và làm việc từ nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì Hồng Ngọc? Em làm nhân viên ngân hàng. Ở đâu? Dạ em ở ngân hàng ở quận 5. Quận 5. Có ai nghe tên Hồng Ngọc người ta ngờ giống như anh không? Dạ, hồi đó ai cũng nghe vậy hết chứ. Nghe tên Hồng Ngọc cái nhớ mất mẹ cha cha thôi. Tên Hồng Ngọc thôi nhưng mà thật ra mạnh mẽ là đàn ông nha. Rồi, bây giờ mời nhà gái giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quyền Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan, cùng chào các vị khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Thủy ạ. Em năm nay 33 tuổi. Bằng tuổi luôn á. Em sinh năm mấy? Dạ 90 ạ. Sinh năm 90, bên kia năm mấy? Dạ 90 luôn. Bằng tuổi. Dạ, em hiện là nhân viên văn phòng ạ. Công việc của em là nhân viên mua hàng. Dạ, ở công ty mỹ phẩm. Em ở quận mấy em? Dạ em ở quận 9 ạ. Mình làm ở quận... Dạ quận 5. Quận 5, ở quận 5 luôn hả? Dạ em ở quận 6, làm việc ở quận 5. Dạ. Em ở quận 6 với ai? Hiện tại em đang ở riêng. Ở riêng, là em ở nhà trọ. Dạ, nhà của em luôn. Nhà của em luôn. Trời ơi, ngon lành, đi qua làm ngân hàng. Nhà trai tôi có nhà riêng nha. Chào nhà trai, quá trời có điều kiện rồi. Nhà gái tôi ấm no hạnh phúc rồi nha. Được chưa? Được. Bây giờ nhà trai nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Thưa anh Quyền Linh, là ưu điểm của em thấy là mình cũng có khả năng độc lập nhiều, biết quản lý tài chính, có làm việc, có kế hoạch. Những cái kế hoạch định hướng trong tương lai mình cố gắng nỗ lực để mình phấn đấu, mình đạt được những cái đó. Rồi mình có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là cái hơi trầm tính, ít nói, với lại cũng không có hay hiểu tâm lý của người khác, nên là không có... Trời ơi, đi làm tín dụng mà không hiểu tâm lý người khác. Không hiểu tâm lý bạn nữ rồi. Vậy hả? Tâm lý phụ nữ bây giờ là người ta không cần nói nhiều, cần bạn nam phải tự hiểu. Không nói thì mình hiểu một nẻo khác rồi sao? Thì giải thích sao? Dạ. Mà vấn đề là mình phải chịu khó giải thích. Trời ơi, mệt chi mệt vậy, nói cho hiểu cho rồi. Bây giờ nè, nhà gái cho nhà trai tôi biết ưu điểm, khuyết điểm coi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em thấy em là người có tính hướng ngoại, hoạt bát, vui vẻ. Với lại em cũng thích giúp đỡ mọi người. Nãy em nói em sống ở đâu chị quên? Dạ em sống ở quận 9. Ở với ba mẹ luôn hả cưng? Dạ em ở một mình. Ở trọ hả? Dạ nhà em. Nhà em luôn, trời ơi, nhà gái tôi không có nhà riêng nha. Được. Hợp lý, hai người này ráp lại với nhau dư một căn nhà cho thuê là dư tiền luôn. Quá trời hợp lý. Trời ơi, chịu luôn. Hình nền của hai người này là hợp nhau. Giao diện rất là hợp. Đúng nhau. Đúng rồi. Em cho bên nhà trai biết đường tình duyên mình sao? Dạ, em hiện độc thân ạ. Thì đúng rồi, độc thân mới lên chương trình này chứ trời. Có mối tình nào dắt dai không, mấy mối gì đó? Chưa có mối nào. Tôi không có tin. Bởi không có lý do gì một người mà xinh xắn dễ thương có duyên vậy là độc thân mà không có mối nào hết trơn á. Là do sao cho anh chắc khó? Chắc do hồi nhỏ thì đi học, lớn lên thì đi làm, thế xong rồi bận làm ấy cũng quên. Nhưng mà nào giờ có mến ai không? Dạ chắc em nghĩ tình cảm tháng qua thì chắc sẽ có đó. Kiểu giống như em hay ngưỡng mộ những người giỏi á. Mà ngưỡng mộ những người giỏi thì tức là cái tiêu chí của cổ rất là cao đó. Cao đó. Nghe chưa? Ê, nè tôi nói nhà trai tôi cũng giỏi lắm nha. Nhà riêng rồi, tự lập, tự chủ. Còn trong tình yêu không biết sao đây? Sao để hỏi coi. Dạ. Tình duyên em sao? Dạ thì trước giờ thì em cũng có hai mối tình. Một lúc còn đại học. À, mấy năm? Dạ lúc cũng 2 năm. 2 năm rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì cách đây cũng 2 năm, cũng lâu rồi. Lâu rồi. Dạ. Sao lý do sao chia tay? Chắc là em không tốt, mình không đồng quan điểm với nhau thì em không tốt điều gì, em nhận ra em không tốt điều gì nè. Chắc hồi xưa là em cũng không có hiểu ý đối phương lắm, không có tinh ý, không có hiểu đối phương muốn gì, xong rồi cái càng ngày càng xong rồi hiểu lầm này nọ. Một người đàn ông nhận ra lỗi lầm mình là người đàn ông rất thích chi tiết này của bạn này, nhận ngay từ đầu có lẽ là do mình không tốt cho nên là mình đánh mất đối phương. Cái nhà trai tôi cũng tốt, rất dễ thương. Sao cái tiêu chí về người yêu của em như thế nào nè? Dạ em không có tiêu chí gì đâu. Cái dòng mà không có tiêu chí mới khó đó. Dễ sợ luôn á. Bây giờ cho hình dung nè. Có nào ngồi hình dung người yêu mình phải như thế này, cao ráo hay gì đó, hay là em có mến mộ một cái người nào đó nổi tiếng hay gì đó, thí dụ đi. Dạ con mến mộ chú Quyền Linh. Tôi nói mọi người nghe,
cái người đàn ông này là cái người đàn ông mà làm cho người ta ế rất là nhiều. Tại vì người ta cứ đem này ra làm hình mẫu, mà bây giờ kiếm được ai như là ông Mai đây thì lấy đâu ra lắm. Có nhiều người giỏi hơn tôi nhưng mà họ không có ra mặt thôi. Bớt giỏi lại được không? Không có đâu, nhiều người hơn tôi lắm. Thật ra nói chứ ở bên nhà trai nói chứ đẹp trai hơn tôi nè. Đó, giỏi hơn tôi về KPI này ha, về học vấn hay về ngân hàng, về tiền tệ là cũng giỏi hơn tôi rồi đó. Đó, lấy mấy cái đó bù trừ thôi được không? Coi gì để anh chỉ ra một vài cái mà về cái chiêu ha. Yeah. Rồi. À, còn em thì muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Em chỉ cần mình nghĩ là kiểu dễ thương rồi biết lo cho gia đình. Dễ thương thì yên tâm rồi đó. Dạ. Yeah. Lo gia đình thì tôi nghĩ chắc con người này cũng rất là ok. Dạ. Yeah. Chịu khó làm việc để xây dựng cho gia đình nhỏ. Làm việc khỏi phải lo luôn. Ở nhà riêng độc lập tự chủ luôn rồi. Yeah. Nhưng quan trọng nhất là cũng phải chung thủy. Chung thủy. Tới giờ chung người yêu là hiểu rồi đó. Chung thủy số 1 luôn. Dạ. Tôi thay mặt nhà gái tôi dư sức rồi đó. Tôi đi qua quan sát tôi nói chuyện thấy dư sức rồi đó. Vậy là khỏe. Đúng rồi. Nhà gái đi với ai? Dạ, em đi với mẹ. À, có mẹ. Trời, mẹ cười có hậu quá. Gương mặt rất là phúc hậu. Bản sao nha. Bản sao luôn. Chào dạ. Nhà gái. Em xin chào MC Quyền Linh, với lại Ngọc Lan. Dạ. Chào quý khán giả đang xem. Đi với con lên đây là cũng mong cho con nó có được cái cặp đôi của nó, để sau này cháu nó sinh sống với nhau. Cũng cảm ơn chương trình đã chọn lựa đưa tới cho cháu. Thủy thì cũng bây giờ nó ở riêng, nó ở chung cư, nhưng mà nó ở riêng một mình, nó có hộ khẩu ở đây luôn rồi. Nhà mẹ cho hay là tự làm? Nói chung là cũng cháu nó cũng đã làm nữa à. Hai đứa giỏi trơn rồi đó. Thấy để tương lai coi được không? Thì thấy cháu trai bên này á, thì cô thấy là cũng được, có công việc và có một sự phấn đấu. Nói chung là cuộc sống mà, thì mỗi người nó có một cái khuyết điểm nhỏ nào đó. Nhưng sao các em là hòa đồng lại với nhau, chứ không nhìn vào mà để được hết trọn vẹn thì cũng khó. Nên mẹ nói với Thủy là con hãy... cô mở lòng mình ra. Dạ. Yeah. Tại vì không ai hoàn chỉnh hết trong cuộc sống này. Mình đi với ai? Dạ, em đi với anh của em, anh đồng nghiệp. À, đồng nghiệp hả? Rồi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và quý khán giả. Dạ. Bạn này rất là dễ thương nên Ngọc cố gắng chinh phục. Cố gắng thể hiện những cái tài năng của mình để có chinh phục bạn đó. Coi như khách hàng đi ha. Cố gắng sao thuyết phục khách hàng hả? Dạ đúng rồi, phải dùng tương kế và tụ kế mình để chinh phục. Dạ. Cái này KPI quan trọng lắm á. Rồi, cảm ơn anh trai. Thôi, mở rào. Bắt đầu chuyện của em đó. Tiến tới đi em. Khách hàng quan trọng lắm đó. Nào. Mời em. Dạ. Dễ thương quá. Cái này có món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. À, dạ, em cảm ơn. Bà chủ bán hàng nói con này là con mèo vui vẻ mà nhìn mặt nó lạ lắm. Dạ. Em thấy giống con mèo xíu tiền. Dạ, em cảm ơn ạ. Tiếp theo là em còn quà nữa, em nhận hết quà một món quà thứ hai anh muốn tặng em nữa. Thì người ta thường nói là dù mà hoa thì nước chung sẽ tàn. Dạ. Những thứ khác thì mình cũng sẽ xài hết, nhưng mà cái này thì nó sẽ phát triển lên từng ngày từng ngày, tùy theo bản thân mình có chăm sóc nó hay không. À dạ dạ rồi, em cảm ơn ạ. Em tặng cái này cho anh ạ, cái cây ạ. Thì em nghĩ là tình yêu có cũng được, không có cũng không sao, nhưng mà sức khỏe thì có. Nên em nghĩ là cái cây này nó sẽ giúp vừa gọi là trung hòa không khí, với lại khi anh làm việc căng thẳng anh nhìn vô cây thì anh sẽ cảm thấy xả stress. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ. Hai bạn nói về cái cảm nhận khi mà chúng ta nhìn thấy nhau nè. Nhìn anh trứng chạc. Dạ. Thì còn anh thì cảm giác đầu tiên thấy là em cũng xinh xắn, dễ thương, có thể giao tiếp cũng hoạt bát này kia, cũng tiếp xúc nhiều. Cái đó là cũng từng đầu tiên. Yeah. Em nghĩ là chắc do ảnh hưởng từ công việc của em. Em phải giao tiếp với nhà cung cấp nhiều quá, nên em sẽ linh hoạt hơn. Hãy nói cho nhau nghe về những yêu cầu của người vợ và người chồng trong gia đình như mình mong muốn. Thì theo anh thì anh cũng dễ tính, nghĩa là mình tôn trọng nhau thì đi đâu mình chỉ cần báo nhau biết trước như đó, về đúng giờ này kia. Mặc dù có đột xuất thì phải nhắn trước để biết mình, để đỡ phải lo cho nhau. Dạ. Yeah. Còn nguyên sống thì mọi người cũng phải phụ giúp nhau trong công việc, chứ không phải là một việc của ai người đó làm hết. Dù anh cũng có thể làm việc nhà, anh cũng biết nấu ăn một chút, thì anh sẽ phụ em làm những cái chuyện đó. Có những cái lúc anh tại công việc của anh, mặc dù anh đi giao tiếp thì có thể là cũng có thể về trễ, thì cái đó thì không biết em có
ok với chuyện đó hay không, hay là... Dạ em nghĩ việc mà về trễ thì em cũng hay đi chơi với bạn tụ tập cũng về trễ hả? Nên em nghĩ việc về trễ không phải là vấn đề lớn à. Dạ em thấy quan điểm của anh cũng khá hay à. Em thì không có quá nhiều yêu cầu về cho một người chồng tương lai rồi, chỉ là quan tâm chăm sóc gia đình là đủ rồi à. Dạ. Quan điểm về con cái, về kinh tế, bởi vì hai bạn đều làm ra tiền khá đó, vậy thì ai quản lý cái tiền đó, sử dụng tiền thế nào nếu chúng ta về chung một nhà? Con nghĩ tiền mà đưa cho một người giữ thì cũng không có hay lắm, nên có một quỹ chung và một quỹ riêng à. Rồi quỹ chung thì được sử dụng để chi tiêu chung, quỹ riêng thì mỗi người đều giữ, bởi vì lúc nào cũng sẽ có một gọi là một cái kế hoạch B cả. Cuộc sống thì mình không đoán trước được chuyện gì, thì đó là quan điểm về tiền bạc. Còn về con cái thì em nghĩ là thì sanh ra nuôi lớn chăm sóc thôi ạ. Nhưng mà em có kế hoạch là ví dụ mình muốn một đứa hay hai đứa hay là bao nhiêu như thế nào? Dạ em cũng chưa nghĩ tới cái đó. Về quan điểm cái tiền bạc của em thì cũng thấy cũng rất là giống anh, tại vì ví dụ đưa một người giữ thì có thể là xin gì cái đó, ví dụ mình có thể là tạo một cái giống như tài khoản chung, ví dụ ai cũng biết hết, ai cũng quản lý này kia được hết này kia, nhưng mà khi có sử dụng đó thì có sự trao đổi là thống nhất cái những công việc đó thì mình mới sử dụng cái tiền đó. Nhưng mà có một cái quỹ chung đó thì hai bên tạo chung, bỏ chung cho nó mỗi tháng quy định, ví dụ mỗi tháng góp bao nhiêu tiền vào trong đó để dành những cái mục tiêu trong tương lai của mình. Dạ vâng ạ, được, phân tán rủi ro. Thôi bây giờ đứng lên đây, đứng đây. Dạ. Đây là trong giây phút để chúng ta giao lưu cái cảm xúc lẫn nhau. Dạ. Thì chúng ta có 30 giây để nhìn thẳng vào mắt nhau đấy. Hãy trao nhau những cảm xúc đầu tiên và hãy nhìn sâu vào mắt đối phương xem đây có phải là hình ảnh mà mình đang hướng tới hay không. Em có rung gì đúng không? Dạ rung quá. Chưa bao giờ yêu ai mà. Thì anh thấy em cũng người xinh, rồi có cố gắng trong công việc, làm việc tốt kia, có kiến thức, với lại có mục tiêu trong công việc. Dạ. Vậy với những cái cạnh khác thì có thể từ từ tìm hiểu thêm. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Còn cái gì mà nắm tay mà dày là chết rồi. Đâu này nè, xoay bàn tay giùm tôi cái coi. Để đó. Gì nắm tay dày rồi. Dạ, dạ, rồi đây. Tôi muốn các bạn nắm tay hoài để cái cô ấy cảm nhận nhiều hơn ha. Rồi bây giờ thì em có thể hát một đoạn nào đó. Dạ anh xin phép hát tặng em một bài. Dạ. Có người yêu chưa, sao mỗi lúc tăng ca chẳng thấy ai đón đưa, phải chăng là chưa tìm được ai giống như em muốn chọn lựa. Một người ngọt ngào tựa cơn mưa, yêu thương trọn vẹn như câu hứa. Mai bên cạnh em sẽ chẳng bao giờ dối lừa. Quên ạ. Dạ vâng ạ. Rồi thôi về vị trí đi. Dạ anh vâng. Nãy giờ chúng tôi đã cố gắng kết nối thật nhiều ha. Các bạn đã nói chuyện với nhau cũng thật nhiều, cũng có chia sẻ của những người thân rồi. Nếu chúng ta cảm giác đây đúng là một nửa mảnh ghép của mình thì cho nhau cơ hội. Còn nếu như chúng ta thấy chưa đúng, chúng ta không cần bấm nút đó. Để nút bấm đó nhường cho nhiều người khác, để không mất thời gian của nhau. Chúng tôi muốn thật sự các bạn bấm phải bằng trái tim của mình nha các bạn nha. Sau 3 tiếng đếm quyết định điều đó. 3 2 1 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Dạ. Lúc này chúng ta thật sự nắm tay nhau nào. Dạ. Nào. Bởi bạn ấy chưa yêu đương lần nào cả. Dạ. Cái gì nó cũng phải từ từ, nó hơi chậm nhưng mà nó chắc đó. Bây giờ nè, có mẹ của bạn gái, em có thể nói giờ thưa bác, bác cho điều kiện, tạo điều kiện gì cho con, hứa gì đó. Có người lớn nên nó dễ lắm. Dạ thưa bác. Dạ. Thì cũng lần đầu gặp mặt thì con cũng chúc sức khỏe bác. Con mong bác là có gì sau này tạo điều kiện cho hai đứa con có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Con sẽ cố gắng. Dạ con đứng mình. Con hứa sẽ về thăm bác nếu như... Được rồi, cháu trai yên tâm. Hồi nãy giờ mẹ đã bắt đầu ở cụ Thủy đã bắt đầu cho bấm đèn xanh nhiều lắm rồi. Cho nên... Thì là có đèn xanh rồi đúng không cô? Có đèn xanh rồi. Có xin nhan hả cô? Có. Cô. Rồi còn những việc tiếp theo là cô giao cho cháu trai. Dạ. Rồi,
Đây là những phần quà dành cho các bạn. Dạ không, trừ những hàng hóa tạo không vi phạm pháp luật ra thì em giao hết. Rồi cụ thể đi hàng không có chung được. Cụ thể ví dụ như thế là mấy cái hàng nào mà giá trị cao như thế là tiền hay là điện thoại gì đó là em giao hết. Là em làm cái tư nhân hay là cho ai thế nào? Hay có đối chuyện nào? Tự em làm. Tự làm ai tin tưởng thu tiền cho mình giao thì mình giao hay sao? Dạ có, em có mối quan hệ. Ví dụ chị muốn giao 17 thì chị sẽ đặt em. Đúng rồi. À, em giao thì sẽ lấy phí bao nhiêu? Phí 100 cho hoa hồng. Cũng có cái cạnh này đúng không ta? Em hồi trước em giao những gì rồi? Dạ em giao... Giá trị nhất đó, có đồ giá trị không em giao? Muốn giá trị nhất là cả 10 tỷ. 10 tỷ luôn, mà giá trị? Ví dụ như túi sách, chì hay là đồng hồ, chỗ lạnh. À, này em mở một cái cơ sở riêng của em hả? Dạ đúng. Cái nhà mình ở Sài Gòn luôn. Dạ. Em đang ở quận mấy? Ở quận Nhất. Nhà quận Nhất. Ở đường nào? Dạ ở Trần Hưng Đạo. Rồi ngay công an thành phố đấy hả? Dạ đúng rồi, ngay công an thành phố. Gần công an thành phố 591. Dạ. Nhưng mà có nghĩa là giao ở lấy từ cửa hàng giao hay là giao luôn trung gian hay là sao? Có nghĩa là cửa hàng nó có mối, nó có cái nhu cầu giao là gì? Chị đang cần bạn này, bạn đang chuyển cho bạn này 10 tỷ chuyển về trung gian thì chị sẽ book em. Nhân viên của chị là không dám chuyển thì chị sẽ book em đi chuyển 10 tỷ đó. Rồi làm sao bạn tin tưởng của em ta? Dạ em đã có mối quan hệ chứ chị. Mày có đủ sự mối quan tin tưởng không mới giao em chứ. Em mất bao nhiêu lâu để em gầy dựng được cái sự tin tưởng của em cho các cái đối tác đến hiện tại? Dạ 10 năm. 10 năm. Và từ năm 21 tuổi là bắt đầu là cái công việc này rồi đó. Rồi trước khi làm công việc này mình làm cái gì không? Dạ trước công việc này thì em làm bên giống như là bảo trì máy móc thiết bị âm thanh. Cũng có nghề công nghiệp trong người như sao nó sợ cướp không em? Em không sợ đâu, người ta không sợ em, không biết em không sợ mà. Mày biết là võ vẽ rồi dùng các cái... Mình có thể dùng cái máy vẽ chứ mình đâu có thể đầu OPPER 10 tỷ mình đi được. POS đúng không? Dạ. POS đúng không? Không có, mình có thể ví dụ như mình người trang gì đó, ví dụ như em vào công trình em lấy tiền cho họ, nhưng mà dù khi ví dụ lấy tiền số tiền đó nhưng mà em bỏ cả một cái giống như cái bắp xi măng gì đó thì kiểu là nhìn không ai biết là mình có tiền, không ai biết là mình làm có tiền. Nhưng mà hồi giờ giao cho thì là sự cố gì không? Dạ chưa bao giờ gặp sự cố. Về ví dụ như những cái đồ giá trị của điện thoại các thứ đó đúng không? Giờ không biết ngày nào nữa. Ngày nhiều người làm không? Nó là nhiều người. Ít người làm là vì những cái... Từ em giao hàng tấn. Có nghĩa là nhà hàng tấn hoặc là đẹp á? Không, em không bao giờ nói hàng tấn. Khi gặp pháp luật em không có làm. Vậy là đang ở tuổi nhất ở trên gia đình hả? Dạ. Rồi gia đình có bao nhiêu em chị em? Có hai anh em ạ. Em là lớn hay là bé? Em là lớn. Một đứa em gái thì đang ở bên Nhật. Rồi, điểm mạnh thì yếu, cái tài sản của em khá là gì cũ? Điểm mạnh thì là biết kiếm tiền. Khá kiếm được nhiều có thể có? Với lại năng động. Trời ơi, đúng không? Cô Vương học điện, trả lời cái năng kiếm được nhiều. Tầm khoảng gì? Một tháng của em có thu nhập bao nhiêu? Tháng là 3 triệu. Rồi. Thì phiếu thì là nó hơi xin người nên nhiều khi
Thì người ta dựa vào đâu thì xác là biết em có tiền thôi, mà hỏi em mượn tiền hay chỉ hỏi mượn đại thôi. Không, ví dụ như thế là bây giờ như kiểu là bây giờ em đang khó khăn, cái này nói em là sinh viên đang khó khăn này nọ, em cho em mượn ít để em tiêu phí trang trải cuộc sống. Hoặc là ví dụ như nếu mà có nhiều người thì người ta bảo là người ta đang kinh doanh cái gì đó, người ta không có vốn. Vậy là tin rồi là em cho mượn luôn. Dạ. Và mất. Mất khoảng bao nhiêu rồi nữa không? Mà chị cũng là khá rồi chị. Khá rồi mà. Có cô nào mà quen nhau được một thời gian mà thành người yêu được mà cô ấy lừa em không? Dạ không, cái đó thì không. Tại vì trước có một con cô mà chuẩn bị để cưới rồi, nhưng mà chưa tiếp được cô ấy bị tai nạn được không? Mất thì có cô ấy không? Từ đó mà chưa bao giờ đã tìm được một người. Vậy là em đã từng có mấy mối tình rồi? Nếu mà mối tình mà gọi là sâu sắc thì là một mối tình. Này cái cô đấy hả? Đúng rồi. Rồi đâu là phải tìm hiểu xong rồi chưa kịp tìm hiểu đã bị lừa rồi. Dạ, bây giờ toàn làm mà chào mua hàng với lại không à. Rồi. Các bạn ấy mất bao lâu rồi? Bạn mất cách đây 3 năm. Rồi em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Dạ, chị mẹ là phụ nữ. Thứ hai là trung tình. Thứ ba là nếu mà đã có tình yêu thì là phải có tình dục. Tình yêu là phải có tình dục hả? Đúng rồi, không có tình dục là tình dục chứ. Ủa, là yêu bao lâu có tình dục hay là mới gặp cái đó? Không, có nghĩa là tình yêu, ví dụ mình tình yêu trong một tháng đó. Mình có thể mà, nếu mà mình hợp nhau thì có thể mình quyết định mình tới với nhau. Và nếu mà không hợp nhau thì mình cứ nói thẳng là bây giờ chúng ta không hợp nhau. Thế là phải thử đấy đúng không? Dạ. Phải thử trước đúng không? Dạ. Hợp với mấy tên tớ ấy. Đúng rồi. Không hợp là không chứ. Nếu không hợp thì mình nói thẳng luôn là không hợp. Nhưng mà cái quan điểm này cũng là cũng thẳng thắn rõ ràng, nhưng mà không có gì đâu đúng không? Đúng. Đừng đi có thành dục, thì giờ yêu nhau có thành dục thì sao yêu? Tại vì mình ăn thắng nhiều bạn bè của em thì bây giờ đâu có cái chuyện mà nhắc tới cái vụ đi chơi xa đâu đó em phải có bài trước 9 giờ là cái đó là em không thích. Đối với em là một khi mà đi chơi là thoải mái. Chơi là tôi đến. Đúng không? Dạ. Còn đi thì thôi ở nhà. Chứ đừng kiểu mà đi chưa 7 giờ đi, 9 giờ ra một bài là con gái mong là em hẹn 7 giờ cao bước, cao cho đến 8 giờ. Tính nhân nó năng động, hiện đại là một chiếc. Chứ có mấy câu chuyện thấu quá là quen là giữ cái ngạc vàng cái lên tâm hồn. Tại vì cái công việc là của em cũng nhiều khi nó tiếp xúc nhiều phụ nữ, nhiều khi cái mấy câu chuyện thấu thì họ hay ghen không? Ghen hả? Dạ. Họ một là ghen, còn không là không thèm ghen, không thể biết có biết gì đâu mà ghen. Rồi, thì nữa không? Dạ, có bạn gái như thế nào không? Tuổi tác, quê quán của bạn gái sao? Tuổi tác thì cả tầm 29 tới 32. Tại vì trẻ có thì nó đang còn suy nghĩ, nó bùng bột. Sinh sống làm việc ở quê ở đâu cũng được, nhưng mà sinh sống làm việc ở trong Sài Gòn. Tại vì em ngại đi xa, mà đi xa thì ở xa thì tình cảm nó không có ok. Rồi, ok. Thế là cảm ơn Tú nha. Dạ. Thì chương trình sẽ liên hệ với em này. Dạ. Ừ, rồi. Cảm ơn em. Thì bản thân mình này. Dạ, em tên Thao ha. Nguyễn Thái. Em Thao. Rồi, trời ơi, nó rất to, khỏe lừa rồi đó. Lên sân khấu phải to như vậy nha. Hiện tại cũng đang kinh doanh, thì hiện tại mình cũng có được cái
kinh doanh là mảng thú cưng. Thú cưng hả? Trời ơi, chó nè. Nói chung thì em không bán chó, em chỉ bán bưu kiện thôi. Thôi thì có 2 tiếng. Mới cầm nắng với anh đó thì
lên phát hiện trên Facebook thì mới năn nỉ. Ai năn nỉ? Em năn nỉ hả? Thì bạn đó là coi như là coi như mới thôi. Còn em thì em tin tưởng bạn đó. Thì cái từ đầu thì cái đó thì em hơi hụt hẫng. Cái xong cũng bị xuống cái khóc khóc trong một tức luôn. Khóc trong một tức luôn. Năn nỉ là cái dứt khoát luôn, không vậy luôn. Thì người ta cái đầu tình cảm nhưng mà cuối cùng theo cái kiểu là cảm nắng thì thằng kia nó cũng hết lại cũng không tới được. Là cuối cùng là bạn đấy là giang dở ở bên đấy đúng không? Giang dở thì còn phải mấy năm sau mới cưới được chồng. Cưới chồng giờ cưới chồng nó còn thì đủ thôi, phát hiện cái chia tay liền. Nói chung em là muốn níu kéo phải chứ không phải là chia tay. Nhưng mà bạn đó mới ảo tưởng là bạn kia cũng thích bạn đó cho nên là bỏ em để cho bạn kia vui thôi. Bạn đồng nghiệp quan tâm với nhau thì thôi. Mà ảo tưởng cái gì bị kiểu như là bị ảo tưởng từ người ta thích mình. Rồi mối tình thứ hai thì sao? Mối tình thứ hai thì nói chung cũng ngắn lắm. Rồi tiếp xúc vậy công việc rồi chưa có á. Thì em muốn hướng bạn nó vô cái công việc nhất định. Ví dụ theo công việc gia đình của em hay là theo công việc của em. Nhưng mà bạn đó vậy giống như không muốn. Rồi cũng về giãn cách xã hội rồi đi quê xây dựng một cái quán nước rồi thì thôi. Dạ, cái mô là mấy năm ngoái đấy hả? Đâu, 2 năm rồi. Trước cái này xong rồi. Có nghĩa là nó bắt đầu cùng dịch đó. Cùng dịch năm 2020 là hả? Hai năm rồi. Rồi em muốn tìm một con gái như nào? Thì biết rằng mình sai, nếu mình sai thì biết rằng sai. Cùng tôn giáo. Rồi nếu muốn được thì qua thầy sinh viên đi cho nó cẩn thận nữa. Đi làm rồi đúng không? Trong dính cầm nắng. Rồi lớn em 1-2 tuổi đúng không? Thì nói chung 1-2 tuổi được.